Ê, chào chị Lan ạ. Chị Lan ơi, tình trạng mình bị viêm năng lông nặng như thế này thì sao bây giờ mình mới đi chữa ạ? Thực ra thì chị cũng có điều trị tại nhà một thời gian rồi, nhưng cũng có bôi thuốc với cả dùng mấy cái sữa tắm trên mà mọi người tư vấn ấy, nhưng mà nó không khỏi. Lúc đầu tiên thì cũng thấy nó đỡ, nhưng mà sau một thời gian thì chị thấy nó còn lên nhiều hơn, thậm chí nặng hơn rất là nhiều. Thế ạ? Thế thì với cái tình trạng này thì chắc là mình cũng rất là khó mặc đồ đẹp chị nhỉ? Ôi, làm gì mà dám mặc đâu em, đi đâu cũng phải kín cổng co tường, sơ hở ra một cái là mọi người cứ chỉ trỏ trỏ ấy, kiểu cảm thấy rất là ngại, kiểu mất tự tin hẳn luôn. Tiện đây bác sĩ cho em hỏi là không biết là sau khi kết thúc liệu trình ở đây về thì không biết là có bị tái lại không ạ? Để bác sĩ giải thích cho bạn sơ qua về công nghệ Magic Slide đang điều trị cho bạn nhé. Thì đây là công nghệ kết hợp của hai xung ánh sáng với bước sóng trải dài từ 562 đến 1064 nanomet. Thì đây là bước sóng có thể tác động sâu vào gốc năng lông để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, nhờ đó sẽ giải quyết chấm dứt tình trạng viêm năng lông của bạn. Vâng ạ, và bên em còn có thể bảo hành nữa, nên là sau khi điều trị thì chị Lan vẫn có thể đến đây tái khám chị Lan nhé. Thì chị yên tâm quá luôn rồi em ạ. Hôm trước thì chị cũng có tìm hiểu ấy, thì không những là bên mình điều trị mỗi viêm năng lông mà có rất là nhiều dịch vụ, thấy cũng mọi người feedback khá là tốt và hiệu quả. Xong rồi thấy có chạy chương trình giảm 65%, nên là chị quyết tâm đăng ký gói luôn. Xong hôm đấy thì đến thấy mọi người tư vấn kiểu rất là nhiệt tình, các bạn lễ tân nói tiếng rất nhiệt tình. Xong rồi các bác sĩ thì lên phác đồ điều trị rồi thăm khám rất là kiểu cẩn thận ấy. Thế là chị chốc là luôn, yên tâm không hề lăn tăn suy nghĩ gì cả. Vâng ạ, làm đẹp mà mình không lo về giá thì tội gì mình không làm, đúng không chị? Đúng bây giờ thì em xin phép mời chị và bác sĩ sẽ tiếp tục với buổi điều trị ngày hôm nay chị nhé.